Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Thưa các anh chị, hiện tại thì Hoa đang là giảng viên của một trường đại học tại thủ đô Hà Nội. Tôi đã giảng dạy và nghiên cứu về sinh lý học thực vật trong 25 năm. Bên cạnh đó thì tôi cũng cộng tác với Amway Việt Nam giảng dạy về dòng sản phẩm Nutrilite từ năm 2012. Với kiến thức sâu sắc về dinh dưỡng Nutrilite, về sự chuyển hóa các chất trong cơ thể, cùng với những kiến thức nền tảng về con người, về sự sống, thì tôi hiểu rằng dinh dưỡng đối với việc chăm sóc sức khỏe chủ động là vô cùng quan trọng. Hôm nay tôi thật là may mắn được cùng đồng hành với một người đồng nghiệp của mình đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh Lộc có thể chia sẻ những cái thông tin của mình cho khán giả được biết không ạ? Xin cảm ơn chị Hoa. Lộc xin trân trọng kính chào các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình livestream tối nay. Tối nay thì Lộc rất là vui được đồng hành với chị Hoa, được đồng hành với các anh chị để chúng ta chia sẻ về một chủ đề rất là đặc biệt, đó là sức khỏe xương khớp. Thì Lộc cũng xin giới thiệu đôi chút về bản thân. Lộc tên đầy đủ là Phạm Văn Lộc. Thì Lộc hiện là giảng viên ngành công nghệ sinh học tại một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì đến nay thì Lộc đã tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu học được khoảng 15 năm. Và Lộc đồng thời cũng là nhà phân phối của Amway Việt Nam. Và từ năm 2016 á, thì Lộc cũng giống như chị Hoa là giảng viên cộng tác. Thì với cái kiến thức và niềm đam mê, đặc biệt là với cái trải nghiệm trong Amway và đam mê về dòng dinh dưỡng á, thì Lộc cũng rất là vui hôm nay cùng với chị Hoa đồng hành chia sẻ với anh chị về chủ đề là sức khỏe xương khớp. Kính thưa các anh chị, thì chị Hoa có thể chia sẻ thêm những cái nguyên nhân nào mà dẫn đến mà nhiều người bị sức khỏe xương khớp từ cái tuổi rất là sớm như vậy? Vâng, đúng như vậy ạ. Thưa quý khán giả, vì sao ngày nay số bệnh nhân mắc bệnh xương khớp lại tăng cao và lại còn bị trẻ hóa? Thế thì thật sự là có rất là nhiều nguyên nhân. Thế tuy nhiên, theo các cái nghiên cứu của các nhà khoa học thì có một số nguyên nhân chính, như là ngày nay thì rõ ràng là chúng ta lười vận động hơn, bởi vì là sống trong một cái xã hội hiện đại, chúng ta có sẵn các phương tiện. Với lối sống hiện đại như thế thì rõ ràng là cũng ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta lười vận động. Ví dụ nếu trước đây cái việc đi bộ vài ba cây số thì chuyện hết sức bình thường. Và chúng tôi đi bộ đi học, chúng tôi đi bộ đi làm, và không thì chúng tôi cũng chỉ có xe đạp thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã lười hơn rất nhiều, bởi vì chỉ vài cây số hoặc là mấy chục mét có khi chúng ta cũng xách xe máy lên đường. Vâng ạ. Và cái điều thứ hai đó là rất nhiều người là chúng ta có một công việc gọi là công việc văn phòng. Với công việc văn phòng thì cái tư thế ngồi của chúng ta ấy, là chúng ta ít di chuyển đúng không ạ? Cứ ngồi lì một chỗ. Và thậm chí các bạn có một cái niềm đam mê Facebook, đam mê về những cái mạng xã hội, và có khi chúng ta ngồi mấy tiếng trên trước màn hình, chúng ta không có di chuyển gì cả, đúng không ạ? Các anh chị có thế không ạ? Vâng. Thế thì bên cạnh đó thì một số người thì có lẽ là quá chăm lo cho cái hình thể của mình nên là lại tập luyện quá mức. Và chính cái sự tập luyện quá mức đó đôi khi lại gây tổn thương cho cái hệ xương khớp của mình. Cái ban đầu chúng ta chưa nhận ra những cái tổn thương nho nhỏ đó, thế nhưng mà về lâu về dài thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe xương khớp của chúng ta. Và điều cuối cùng đó là gần như chúng ta không có cái chế độ dinh dưỡng tốt cho hệ xương khớp của chúng ta. Do đó cái dinh dưỡng cho xương khớp thì chúng ta sẽ bị thiếu hụt. Và để nói tóm lại, chúng ta có một cái hành vi, một cái lối sống của một xã hội hiện đại, và chính điều đó có thể ảnh hưởng đến cái việc mà cái tỷ lệ bị bệnh xương khớp ngày càng tăng cao. Và không những thế thì cái sự trẻ hóa của những người bị mắc bệnh xương khớp cũng ngày một là giảm xuống. Vâng. Như chị Hoa chia sẻ là chắc chắn sẽ có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến là cái vấn đề mà người trẻ bây giờ là mắc bệnh xương khớp ngày càng nhiều. Thì chắc chắn là để mà mình giải quyết được cái nguyên nhân cái vấn đề đó, thì theo mình nghĩ thì chắc chắn chúng ta tìm hiểu một chút về cái thông tin về xương khớp, đúng chị Hoa? Vâng. Thì Lộc xin chào các anh chị, và Lộc xin chia sẻ thêm một số cái thông tin về xương để các anh chị mình cùng nắm. Thì cái cấu tạo hệ xương chúng ta thì các anh chị biết không, nó hơn 200 xương lận. Nhưng mà với hơn 200 xương đó thì nó đều được cấu tạo từ những cái thành phần nguyên tố rất là quan trọng. Thì trong đó thì Hoa là nguyên tố canxi á, là một nguyên tố rất là đặc biệt và nó chiếm phần lớn trong cơ thể chúng ta. Thì đặc biệt nó nằm trong xương. Và xương chúng ta thì luôn luôn được diễn ra bởi hai quá trình. Nó vừa tái tạo này, nhưng mà đồng thời nó cũng vừa bị phá hủy. Và cái mật độ xương chúng ta đạt cái tối đa lúc mà chúng ta khoảng 30 tuổi. Và sau đó thì nó càng ngày nó càng giảm. Thì do đó thì nếu mà chúng ta không có một cái chế độ dinh dưỡng cũng như một duy trì một cái lối sống lành mạnh á, thì cái xương chúng ta nó gặp mà rất nhiều vấn đề. Và đặc biệt do đó thì cái thông tin vừa rồi á, là càng nhiều người
chỉ cần 30 tuổi thôi thì vấn đề xương đã là vấn đề nó diễn ra mỗi ngày rồi. Thì có thể chị Hoa chia sẻ thêm về vấn đề khớp cho mọi người cùng nắm. Đúng như vậy đấy anh ạ. Riêng đối với phụ nữ chúng tôi thì vấn đề xương đã đành, vấn đề khớp cũng rất nhiều chuyện. Có lẽ là phụ nữ chúng tôi còn có một cái thiên chức nữa, đó là thiên chức làm mẹ. Nên là cái điều đó cũng ảnh hưởng đến cái hệ xương khớp của phụ nữ nhiều hơn là nam giới. Và bên cạnh đó thì sụn khớp của chúng ta, các anh chị biết rằng cái khối sụn thì không có mạch máu, và do đó cái khả năng tự sửa chữa của sụn lại rất là kém. Người ta thấy rằng là sau 35 tuổi thì cái cấu trúc sụn khớp rất là dễ bị phá vỡ, do là chính cái điều này đã làm giảm cái khả năng vận động của chúng ta. À, rất là chia sẻ với chị Hoa thông tin đó là phụ nữ thì có phải là một cái thiên chức rất là vĩ đại, đó là thiên chức là mẹ. Vì như Lộc biết thì trong cái thai kỳ cũng như là trong thời gian mà cho em bé bú thì cho dù cơ thể chúng ta nó thiếu hụt đi nữa, thiếu hụt canxi đi nữa thì cơ thể chúng ta phải lấy canxi từ xương ra. Nên là ngày xưa nếu mà chúng ta những mẹ, những chị mà nếu chúng ta không bổ sung canxi đủ trong chế độ ăn thì thường thường là sau này khi mà lớn tuổi một chút xíu thì dễ dẫn đến loãng xương, và những vấn đề xương khớp thì nó diễn ra rất phổ biến. Thì cái vấn đề về xương khớp chị Hoa không những là câu chuyện của Việt Nam đâu. Thì nếu mà nói câu chuyện Việt Nam thì theo thông tin của Bộ Y tế thì đã hơn 30% những người trẻ mà từ khoảng 30 tuổi trở lên thì đã gặp vấn đề về xương khớp rồi. Và câu chuyện này không phải mỗi Việt Nam và nó là câu chuyện toàn cầu. Thì theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới thì cái vấn đề xương khớp thì càng ngày càng diễn ra, và nói chung là càng ngày càng diễn biến theo kiểu là nhiều người mắc bệnh hơn. Và đặc biệt thì nếu mà để cái nguyên nhân, tính cái nguyên nhân mà gây ra khuyết tật toàn cầu thì vấn đề xương khớp là vấn đề nguyên nhân thứ hai. Thật là đáng sợ đúng không ạ? Rất là đáng sợ. Và chị Hoa nè, thì thật sự là chúng ta đã biết về nguyên nhân gây ra vấn đề xương khớp như chị Hoa chia sẻ rồi, thì chắc chắn chúng ta cần phải biết một cái dấu hiệu nào đó. Cái bệnh xương khớp không phải là khi chúng ta đi không nổi, chúng ta nằm một chỗ rồi chúng ta không có cục cựa gì được thì mình mới nói đó, hay là bác sĩ cho mình một cái thông tin là chị mắc bệnh xương khớp rồi, anh mắc bệnh xương khớp rồi. Thì mình nghĩ để mà chúng ta có cái giải pháp hiệu quả thì chúng ta cần phải biết một số cái dấu hiệu sớm. Thì chị Hoa có chia sẻ thêm về những cái dấu hiệu đó không? Vâng, đúng là chờ cho đến khi mà không đi nổi nữa thì quả thực là một vấn đề các anh chị ạ. Vì vậy là ở đây chị Hoa sẽ chia sẻ cho các anh chị ngay từ chính cái nhận biết của bản thân mình thôi ạ. Như các anh chị biết đấy, thì bản thân tôi là một giảng viên đại học. Công việc của tôi là ngồi rất là nhiều, ngồi để đọc sách này, rồi ngồi chấm bài này, ngồi để soạn bài này, vân vân. Thế và khi mà lên lớp, khi mà giảng bài thì đấy là cái nhiệm vụ chính của chúng tôi mà. Thế thì chúng tôi phải đi lại, phải tương tác và phải đứng, chứ không ai ngồi để giảng bài, nó sẽ rất là chán, đúng không ạ? Vì thế nên là nhiều khi những cái biểu hiện như là đứng lên ngồi xuống là cứ thấy lục cục, thế rồi là mỏi thắt lưng hoặc là đau cái cột sống cổ. Thế thì nếu như mà không có kiến thức về sinh học, không phải là một giảng viên về sinh học, thì có lẽ tôi cũng giống rất nhiều các cái bạn khác đang ở cái độ tuổi trung niên, đó là không nhận ra là mình đang có vấn đề về xương khớp. Vâng, thế còn anh có chia sẻ với diễn giả của chúng ta về những cái dấu hiệu của nguy cơ mắc bệnh xương khớp không ạ? Cũng là gọi là rất đồng cảm chị Hoa, thì em cũng là đồng nghiệp cũng trong ngành về giảng dạy. Thì ngoài những cái dấu hiệu như chị Hoa chia sẻ đó thì có những dấu hiệu đặc biệt với những người trẻ chúng ta, thì bình thường chúng ta không thấy vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu một cái thời điểm nào đó, một ngày nào đó mà chúng ta đi vận động nhiều nè, chúng ta đi lại nhiều với cường độ cao, hoặc là chúng ta tập luyện thể thao quá mức á, thì bình thường chúng ta không thấy gì, nhưng mà ví dụ nhiều lúc mình tập quá mức á thì cái khớp gối mình cảm giác đau. Thì nhiều lúc mình nghĩ nó không có vấn đề xương khớp, nhưng mà thực sự đó là một cái dấu hiệu báo động rằng là cơ thể chúng ta nó có vấn đề về xương khớp và chúng ta cần phải có những giải pháp. Thì cái vấn đề xương khớp như vậy thì theo Lộc nghĩ thì chúng ta cần phải có những giải pháp nào, như là có những cách nào để chúng ta cùng bảo vệ cái hệ xương khớp chúng ta khỏe mạnh. Chị Hoa có thể chia sẻ với mọi người. Vâng, có nghĩa là chúng ta thực tế thì cũng không nên chờ cho đến khi xuất hiện dấu hiệu đấy đâu. Các bạn thường là luôn luôn nghĩ rằng là mình khỏe mạnh, mình chẳng thấy thế nào cả, không mỏi, không gì cả. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta chờ cho đến khi xuất hiện những dấu hiệu mà như mà chúng Hoa và anh Lộc vừa mới nói ở trên thì có khi là lúc đấy là đã muộn rồi ạ. Vâng, và vì thế nên chúng ta cần phải có những cái giải pháp cho cơ thể mình, chẳng hạn như là tăng cường vận động. Thế và nếu chúng ta tăng cường vận động đều đặn và phù hợp với cơ thể mình thì đấy chính là cách mà chúng ta tăng sức khỏe của xương khớp. Thế và vận động thì các anh chị đừng nghĩ một cái gì đấy nó phải tập luyện ghê gớm to tát lắm nữa. Đơn giản ví dụ như là chúng ta thay vì chúng ta chờ thang máy để chúng ta đi bộ một vài tầng thì chúng ta hãy đi thang bộ.
thay vì chúng ta gửi xe chỗ gần, chúng ta kiếm cái chỗ gửi xa xa một chút để tạo điều kiện cho mình có thể được đi bộ ạ. Vâng, thế và như Hoa thì Hoa có một cái thói quen, đó là cứ ngồi khoảng 30 phút thì Hoa lại đứng lên vận động khoảng vài ba phút. Và chính cái điều đó nó sẽ làm cứ ít một hàng ngày, nó sẽ bảo vệ xương khớp của chúng ta tốt hơn. Thế còn anh có giải pháp gì không? Chị Hoa thì cũng rất là chị Hoa chia sẻ những cái thông tin rất là hay, đó là vận động hợp lý. Ví dụ như em cũng là lâu lâu mình đứng lên ngồi xuống một chút xíu, nó không những tốt cho sức khỏe xương khớp không đâu, ví dụ mắt mình cũng tốt nữa, chứ nếu mình dán mắt vào màn hình máy tính cũng không tốt. Hoặc là một ngày ví dụ như theo công ty mình hướng dẫn mình là một ngày mình phải đi được 10.000 bước, phải không chị Hoa? Bên cạnh cái chuyện vận động hợp lý á, thì theo mình nghĩ á, thì cái việc mà chúng ta có một chế độ dinh dưỡng cũng rất là quan trọng. Tại vì xương hay khớp hay các bộ phận khác trong cơ thể đi nữa thì nó đều được cấu tạo bởi những cái nguyên tố, và những cái thành phần đó thì đều được cấu tạo, tức là đều được bổ sung từ thức ăn, từ dinh dưỡng hàng ngày của chúng ta. Do đó thì dinh dưỡng là một yếu tố rất quan trọng. Và chính vì điều đó thì rất là vui hôm nay Lộc với chị Hoa sẽ chia sẻ cho các anh chị tập trung về cái bộ đôi để hỗ trợ các anh chị về xương khớp, với bộ đôi về dinh dưỡng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe canxi magie Nutrilite và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite glucosamine. Chị Hoa có thể bắt đầu chia sẻ về sản phẩm đầu tiên, đó là về canxi magie. Vâng ạ. Về thực phẩm bảo vệ sức khỏe canxi magie thì đây là một trong những cái sản phẩm mà rất là quan trọng để hỗ trợ và duy trì hệ xương răng chắc khỏe. Chúng ta biết đấy, 99% cái thành phần hàm lượng canxi của chúng ta đó là ở trong xương và trong răng. Thế và các anh chị có biết không, ở trong mỗi một viên sản phẩm này thì có chứa 216,7mg canxi và chứa 108,3mg magie. Các anh chị có để ý đến cái con số này không ạ? Cái con số đó chị Hoa, thì Lộc thấy cũng như là các thông tin mình trước rồi mình tính ra là tỷ lệ này là 2:1. Vâng, và đúng rồi theo đấy. Lộc biết thì cái tỷ lệ 2:1 là một cái con số rất là bí ẩn nhưng cũng rất đặc biệt. Chị Hoa thì chia sẻ thêm các anh chị mình cùng biết về cái tỷ lệ mình gọi là tỷ lệ vàng 2:1 này không ạ? Vâng, thế thì tại sao lại nên là tỷ lệ 2:1? Thì các nhà khoa học đã nghiên cứu và chỉ ra là cái tỷ lệ canxi trên magie là 2:1 thì sẽ giúp cho cái việc hấp thụ canxi và magie tốt nhất, cùng với lại một số những cái khoáng chất khác nữa. Thế chính vì thế, bên cạnh cái việc là duy trì cái tỷ lệ canxi magie 2:1 thì các nhà khoa học công ty cũng đã bổ sung vào trong cái sản phẩm này, mỗi một viên sản phẩm một lượng nhỏ các nguyên tố vi lượng rất là quan trọng, ví dụ như là đồng, như kẽm, như là mangan. Đây là những cái nguyên tố rất quan trọng cho quá trình chuyển hóa của cơ thể chúng ta. Lộc mà thấy trên thông tin sản phẩm đó chị Hoa, thì có bổ sung bột đông khô cỏ linh lăng. Thì chị Hoa có thể chia sẻ thêm là cái việc bổ sung cỏ linh lăng này nó có cái đặc biệt như thế nào hay là cái hiệu quả thế nào? Đúng là như vậy. Khi nói đến sản phẩm Nutrilite thì chúng ta không thể quên các dưỡng chất thực vật. Vẫn chưa hết những điều đặc biệt trong sản phẩm, thì mỗi một viên sản phẩm này còn có bột cỏ linh lăng. Trong bột cỏ linh lăng thì có chứa các cái chất gọi là dưỡng chất thực vật. Đây là những chất có khả năng chống oxy hóa rất là tốt và rất là tốt cho xương khớp. Tại sao như vậy? Bởi vì khi mà chúng ta có dấu hiệu viêm đau thì có nghĩa là cơ thể chúng ta sẽ sản sinh ra những cái gọi là gốc tự do. Chính những cái gốc tự do này sẽ tấn công vào xương khớp và tấn công vào tế bào, làm đẩy nhanh cái quá trình lão hóa của xương khớp chúng ta. Và vì thế khi bổ sung bột cỏ linh lăng sẽ có cái ý nghĩa là chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa. Chị Hoa, thì Lộc cũng chia sẻ thêm là không chỉ mỗi cái viên canxi magie của mình là có cái bột đông khô từ thực vật, và Lộc mà thấy là hầu hết các sản phẩm Nutrilite của mình thì đều bổ sung cái dưỡng chất thực vật. Thì đây chính là cái tinh túy và cái đặc biệt của dòng sản phẩm Nutrilite của em quay. Thì việc bổ sung mặt dưỡng chất thực vật trong các sản phẩm thì nó tăng cường giá trị sản phẩm và giúp cho cơ thể mình chống oxy hóa để giải quyết cái vấn đề dư thừa gốc tự do. Chị Hoa có thể chia sẻ về cái việc mình sử dụng mỗi ngày như thế nào cũng như là đối tượng sử dụng. Về cách sử dụng thì rất đơn giản các anh chị ạ. Với người từ 12 tuổi trở lên thì chúng ta dùng mỗi lần một viên và chúng ta dùng 3 lần mỗi ngày để có thể duy trì tốt cái hệ xương răng chắc khỏe. Sản phẩm canxi và magie là cái sản phẩm chủ đạo cho sức khỏe xương khớp. Nhưng mà chúng ta không thể không nói đến cái dưỡng chất cho khớp ạ. Vâng, phải làm sao để có một cặp đôi hoàn hảo, đúng không anh? Và vì thế nên là anh Lộc sẽ chia sẻ cho chúng ta về một cái sản phẩm tiếp theo là dưỡng chất cho khớp ạ. Yeah. Cảm ơn chị Hoa, thì chị Hoa vừa chia sẻ với các anh chị về sản phẩm quan trọng, chủ lực để hỗ trợ cho sức khỏe xương. Thì Lộc cũng rất là tự hào, rất là vui được giới thiệu các anh chị
về sản phẩm hỗ trợ quan trọng cho sức khỏe khớp, đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Glucosamine. Thì cái sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Glucosamine á, thì sản phẩm này có công dụng thứ nhất đó là duy trì sức khỏe của khớp, và nó hỗ trợ khớp xương chúng ta chuyển động rất linh hoạt, và đặc biệt hơn nó còn hỗ trợ để chống thoái hóa khớp. Thì để có những cái công dụng tuyệt vời này á, thì chắc chắn trong sản phẩm Glucosamine của mình á, các anh chị ạ, nó có rất là nhiều cái thành phần đặc biệt quan trọng. Thì cái thành phần đầu tiên cũng xin giới thiệu với chị Hoa, các anh chị, đó là các viên sản phẩm của mình nó có bổ sung glucosamine. Thì cái thành phần glucosamine này chị Hoa, nó chiết xuất từ tôm cua, và glucosamine với thông tin đó là thành phần cấu tạo nên cái sụn khớp của chúng ta. Và cứ mỗi 6 viên glucosamine á, thì nó cung cấp cho cơ thể chúng ta là 1500mg glucosamine. Một thành phần quan trọng thứ hai đó là chondroitin sulfate. Cái thành phần chondroitin sulfate này nó được chiết xuất từ sụn cá mập, và đây là thành phần cùng với glucosamine là thành phần cấu tạo nên sụn khớp. Một thành phần thứ ba cũng rất đặc biệt nữa, đó là sản phẩm nó chiết xuất từ thảo mộc Boswellia. Thì cái thảo mộc Boswellia này là một cái thảo mộc có cái khả năng kháng viêm, mà nó hỗ trợ chúng ta làm dịu các cái cơn đau do chúng ta viêm khớp hay là sưng khớp. Một thành phần thứ tư đó là acid hyaluronic. Đây thành phần nó là thành phần cấu tạo của dịch khớp, nó giúp cho khớp xương chúng ta chuyển động một cách linh hoạt. Đó là bốn thành phần quan trọng đó chị Hoa. Thế thì dưỡng chất thực vật thì sao ạ? Chúng ta vừa nhắc đến dưỡng chất thực vật xong, có điều gì chia sẻ không ạ? Dạ đúng rồi. Trong cái sản phẩm Nutrilite bổ sung glucosamine á, thì nó có hai cái nhóm dưỡng chất thực vật quan trọng. Nhóm dưỡng chất thực vật đầu tiên Lộc xin chia sẻ các anh chị, đó là citrus dehydrate. Cái citrus dehydrate này nó được chiết xuất từ các loài cây có muối, ví dụ như cam chanh. Và dưỡng chất thực vật thứ hai đó là bột đông khô Acelora cherry. Thì với cái mà bổ sung dưỡng chất thực vật này á, thì nó tăng cường giá trị sản phẩm của Nutrilite, đồng thời giúp cho cơ thể chúng ta chống oxy hóa tốt hơn. Về đối tượng sử dụng cũng như là cái lượng dùng mỗi ngày á, thì cái sản phẩm này nó rất là phù hợp cho những cái người muốn duy trì sức khỏe của khớp, đặc biệt là những người mà đang bị cái vấn đề về thoái hóa khớp, các vận động viên hoặc những người lao động nặng. Về sử dụng á, là buổi sáng chúng ta một ngày chúng ta sử dụng 2 lần. Tốt nhất là buổi sáng chúng ta sử dụng 3 viên, buổi tối chúng ta sử dụng 3 viên, và chúng ta sử dụng sau bữa ăn. Ở chỗ này thì tôi thấy là lại chia ra 3 viên sáng, 3 viên tối. Thì chỗ này có gì phải lưu ý không ngài? Chị Hoa hỏi á, 6 viên thay vì mình làm viên thì to đúng không chị Hoa? Cái rồi okay. Mình uống 1 lần để cho nó khỏe, mất công uống nhiều lần. Đúng ạ. Nhưng mà đây chính là cái khoa học hay cái tinh túy của Nutrilite. Thì mình chia 6 viên cũng như mình uống 2 lần như vậy, thì với cái lượng nhỏ thì nó đảm bảo cho cơ thể chúng ta nó hấp thụ tốt hơn so với chúng ta uống 1 lần 1 viên lớn. Nghĩa là mình sẽ hấp thụ dần dần. Hấp thụ dần dần nó hiệu quả hơn. Vâng, cảm ơn anh ạ. Và cái lưu ý đối với anh chị, thì những người mà bị dị ứng với những cái thành phần trong sản phẩm, ví dụ như dị ứng với tôm cua chẳng hạn, hoặc là trẻ em dưới 12 tuổi, người phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, hoặc là người đang điều trị bệnh, thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Đây là những cái lưu ý chung của sản phẩm. Thì Lộc rất là vui được chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của anh chị. Thì với sản phẩm Nutrilite Glucosamine thì Lộc rất là vui được giúp người thân này, bạn bè hay gia đình của mình cải thiện sức khỏe khớp. Thì một cái trường hợp rất đặc biệt đó là chính là mẹ ruột của Lộc. Mẹ của Lộc thì ngày trước là bị viêm khớp rất là nặng, đi đứng rất là khó khăn, đau và thậm chí là đau quá không ngủ được. Thì nhờ Lộc biết về thông tin sản phẩm, giá trị sản phẩm và cũng như trải nghiệm trong Nutrilite, thì Lộc cho mẹ uống sử dụng thường xuyên. Và đến bây giờ thì cái vấn đề đau khớp của mẹ Lộc được cải thiện rất là nhiều, đi lại rất là thoải mái. Và đây chính là cái niềm vui cũng như niềm tự hào của Lộc. Tại vì tuyệt vời. Dạ, nhờ trải nghiệm trong Amway, nhờ là nhà phân phối cũng biết sản phẩm thì đã giúp cho mẹ Lộc. Thì chắc chắn nếu mà Lộc không biết đến Nutrilite thì chắc bây giờ không biết là cái khớp mẹ Lộc như thế nào. Thì chị Hoa có thể chia sẻ thêm những cái trải nghiệm của mình hoặc của khách hàng, của người thân về sản phẩm canxi magie. Vâng, đúng là như vậy. Có rất là nhiều câu chuyện để có thể kể với các anh chị. Hoa có những cái khách hàng mà đã cao tuổi, khoảng 60-70 tuổi. Thì các bác cứ phàn nàn là không hiểu sao mà cô hay là chú là cứ ban đêm ngủ dậy cảm giác là ngủ không sâu. Thế và cứ phải dậy để đấm vào chân, nếu không thì rất là khó chịu và không thể nào mà ngủ tiếp được.
Thế thì Hoa hiểu ngay rằng vấn đề đó là đó là gì. Thế và chính vì thế nên là Hoa tư vấn cho các bác cái sử dụng viên canxi magie. Bên cạnh đó thì Hoa cũng tư vấn sử dụng thêm những cái sản phẩm ví dụ như là Daily hoặc là Biocy Plus, tức là vitamin C đấy, và uống bổ sung protein. Thế thì sau một thời gian sử dụng thì các bác không còn cái hiện tượng buồn chân, đau chân và phải thức dậy ở giữa đêm nữa, và cảm thấy rằng là rất là sung sướng. Thì đấy chính là một vài những cái chia sẻ của Hoa về những cái khách hàng của mình mà Hoa đã trực tiếp chăm sóc họ đấy ạ. Và thì thậm chí là nhiều lúc Lộc thấy là không phải đến lúc mà buồn chân mỏi chân nữa, mà có những trường hợp cơ thể chúng ta thấy rằng là nó một cái dấu hiệu rất là rõ cơ thể chúng ta thiếu canxi. Ví dụ như là nếu mà mình vận động mà bị chuột rút chẳng hạn, hay là chúng ta đang đêm ngủ bị chuột rút căng cứng cơ, căng cứng là chắc chắn là chúng ta một cái dấu hiệu rất rõ ràng là cơ thể chúng ta thiếu canxi. Và nhưng mà chắc chắn là chúng ta khi mà nghe cái chương trình này rồi thì chúng ta không chờ cho đến khi buồn chân, đến khi mất ngủ, đến khi mà có những cảm giác rõ rệt như thế rồi thì chúng ta mới bổ sung, đúng không các anh chị? Và như vậy trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về những cái thông tin rất hữu ích về hệ xương khớp của chúng ta. Chúng ta cũng biết được những nguyên nhân làm tăng tỷ lệ mắc bệnh xương khớp và sự trẻ hóa của bệnh xương khớp. Chúng ta cũng đã lắng nghe những cái thông tin giới thiệu về gói sản phẩm là giải pháp dinh dưỡng cho xương khớp, cùng với hai sản phẩm thực phẩm bổ sung canxi magie và thực phẩm bổ sung glucosamine thương hiệu Nutrilite. Thưa các anh chị, sức khỏe của chúng ta thì luôn luôn là sự tổng hòa của các yếu tố bao gồm dinh dưỡng, lối sống lành mạnh và tinh thần lạc quan. Các anh chị đừng quên yếu tố nào nhé. Thưa các anh chị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có nhận được một số các cái câu hỏi, những câu hỏi rất thú vị, rất nhiều câu hỏi. Thì tuy nhiên là do cái thời lượng của chương trình có hạn, thành ra chúng tôi cũng không thể nào trả lời hết các câu hỏi của các anh chị, mà chúng tôi cũng chỉ có thể giải đáp một vài câu thôi. Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi nhận được đó là: chị ơi, em có thể dùng nhiều canxi hơn khuyến nghị được không? Ví dụ em có thể dùng 6 viên, 10 viên có được không ạ? Thế thì với cái sản phẩm canxi magie ấy, thì thực sự là cũng không chỉ riêng sản phẩm này đâu ạ. Thế thì chúng ta biết rằng là cơ thể chúng ta cùng một thời điểm chỉ có thể hấp thu được một lượng dinh dưỡng nhất định. Ví dụ như là nhu cầu canxi hàng ngày của chúng ta ấy, thì khoảng 1.000 đến 1.200 mg cho một người. Thế thì trong bữa ăn của chúng ta có ba bữa sáng, bữa trưa, bữa tối thì có thể cung cấp được khoảng 400 đến 500 mg rồi. Vậy thì cái phần còn lại chính là chúng ta bổ sung thêm vào chế độ dinh dưỡng của mình bằng việc uống thêm viên canxi magie. Chính vì thế nên là chúng ta không cần phải dùng quá nhiều để cho nó nhanh khỏe hay là nhanh khỏi một cái gì đấy, là một quan điểm đấy là không đúng đâu ạ. Và bây giờ thì câu hỏi thứ hai để dành cho anh Lộc ạ. Dạ, cái chỗ canxi chị Hoa chia sẻ rất là hay, và kính thưa anh chị, mình cũng nên dùng theo đúng cái lượng khuyến nghị của công ty thôi. Tại vì nếu dùng nhiều quá thì một là cơ thể mình nó cũng không hấp thu hết, thứ hai là nhiều lúc nó gây áp lực cho các cái cơ quan cơ thể mình, cho hệ tiêu hóa và cho các cơ quan khác, đúng không chị Hoa? Đúng ạ. Và ban tổ chức cũng nhận được một câu hỏi nữa của các anh chị quan tâm về sức khỏe khớp. Thì cái câu hỏi như thế này là biết rằng là cái viên glucosamine là mình cần phải bổ sung rồi, rất là tốt rồi, nhưng mà để hỗ trợ sức khỏe khớp á, thì trong cái bộ dinh dưỡng Nutrilite của mình còn sản phẩm nữa hay không? Thì thưa các anh chị, để chắc chắn qua những thông tin Lộc chia sẻ thì các anh chị thấy viên khớp rất là đặc biệt rồi. Nhưng mà như chúng ta biết rằng là cái cấu tạo của sụn khớp á, nó được cấu tạo từ một loại protein mang tên nó là collagen, và thành phần collagen thì nó có bao gồm là protein. Do đó thì để mà có đủ protein thì các anh chị nên bổ sung cái thực phẩm bổ sung protein của Nutrilite. Đồng thời collagen muốn được hình thành tối ưu thì cần phải có một thành phần nữa, đó là vitamin C. Do đó các anh chị cần bổ sung thêm viên Biocy Plus. Và anh chị đừng quên, để hỗ trợ sức khỏe tổng quát cũng như hỗ trợ các sức khỏe trong các bộ phận khác trong cơ thể nữa, thì các anh chị đừng quên bộ dinh dưỡng cơ bản bao gồm thực phẩm bổ sung DHX, thực phẩm bổ sung protein và omega 3. Các anh chị đừng quên nhé. Và cũng rất là cảm ơn các anh chị đã tương tác và các anh chị đã gửi câu hỏi cho chương trình. Cảm ơn các anh chị. Và các anh chị hãy nhớ share chương trình livestream về tường Facebook của mình để tiện xem lại. Và trong quá trình livestream, nếu có trục trặc về đường truyền thì cũng mong các anh chị vui lòng thông cảm. Chúng tôi hy vọng rằng kênh huấn luyện sản phẩm của Amway được các anh chị yêu thích và đón xem định kỳ mỗi tháng. Hãy follow trang Facebook của phòng huấn luyện để cập nhật những thông tin hữu ích. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Lộc một lần nữa, Lộc cũng rất là cảm ơn các anh chị đã theo dõi livestream tối nay. Và qua chương trình thì mình thấy rằng là cái chuyện mà sức khỏe xương khớp không chỉ là
câu chuyện của những người lớn tuổi mà câu chuyện của những người trẻ của tất cả chúng ta đều có thể bị gặp vấn đề xương khớp. Và hy vọng với những thông tin của chương trình tối nay á, thì Lộc nghĩ rằng các anh chị đã có những cái kiến thức rất là bổ ích để giúp cho bản thân, gia đình và bạn bè chúng ta bảo vệ sức khỏe xương khớp tốt hơn. Và xin chào các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị ở những chương trình sau. Xin chào tạm biệt.